Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, ngày 25 tháng 1 năm 2024, Truyền thông Thành Võ xin điểm lại các hoạt động để chuẩn bị cho lễ hoàn thành phác đồ điều trị ung thư của cha Pero Nguyễn Nhân Tường tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và Các Thầy, ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Hình ảnh các ông bà, quý cô chú, anh chị và các bạn đang xem là tấm tôn cuối cùng lợp xong nhà chờ phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và Các Thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Hôm nay, bên thi công đã huy động toàn lực lượng công nhân thi công bất kể vào cả buổi trưa để các thầy trong phòng khám tổ chức lễ hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư cho những bệnh nhân vào dịp giáp Tết. Đồng thời, các thầy tiếp tục tổ chức buổi lễ khá long trọng hơn nữa để tri ân những tấm lòng vàng của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã chung tay hỗ trợ giúp đỡ phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy để phục dựng lại phòng khám. Các thầy khẳng định đây là công trình của trái tim đối với các thầy bệnh nhân ung thư, để khơi lại kỷ niệm xa xôi, làm nên những tấm lòng, những tình cảm thầy trò gắn bó yêu thương với nhau trong những năm tháng lịch sử không bao giờ quên. Nổi bật nhất là tình thầy trò giữa cha Pero Nguyễn Văn Tường và các thầy. Qua đó, các thầy ghi lại công ơn của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân vào danh sách vàng và trân trọng để ở nơi trang trọng tại phòng khám để tạo điều kiện cho các thầy cũng như bệnh nhân và mọi người đến phòng khám phải biết tôn trọng, giữ gìn công trình, trang thiết bị cần thiết mà các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã tích góp từ đồng từ cắt để xây dựng công trình phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, sắm sửa các trang thiết bị khang trang sạch đẹp để cho chúng ta được hưởng thụ. Vì lẽ đó mà chúng ta có nghĩa vụ phải tôn trọng gìn giữ như tài sản của mình. Nếu ai trong chúng ta phí phạm hoặc là sử dụng không đúng mục đích cho dù một đồ vật nhỏ bé nào đó cũng không nên, và sẽ đón nhận hậu quả là quả báo hoặc bị trừng phạt nếu hành động vì thiếu suy nghĩ. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, trở lại với các bệnh nhân tại phòng khám, liên tục nhiều ngày qua, nhiều bệnh nhân mới từ miền Nam, miền Trung đến tận miền Bắc như Lạng Sơn đã đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy viết đơn xin đăng ký hỗ trợ điều trị ung thư. Đồng thời, thầy Nguyễn Tấn Thanh đã dành thời lượng làm việc để tư vấn về các phương pháp giữ gìn phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của cha Pero Nguyễn Văn Tường và phổ biến chi tiết những vấn đề cần thiết có liên quan đến quá trình hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Đối với các bệnh nhân đang hỗ trợ điều trị ung thư tại đây, khi thấy nhiều bệnh nhân hoàn thành phác đồ điều trị, chuẩn bị ra viện, trong lòng cũng vui mừng khôn xiết. Các bệnh nhân cũng ra sức cố gắng để được như những bệnh nhân hoàn thành phác đồ chuẩn bị ra viện vào thứ Bảy này, 27 tháng 1 năm 2024. Nhiều bệnh nhân cũng bày tỏ cảm xúc của mình. Thưa cô, vậy thì cô sao cô biết cái này mà cô tới đây? Tôi đi khám bệnh, bác sĩ nói tôi là bệnh giai đoạn cuối, là chờ ăn bổ dưỡng cỡ 2 tháng là tôi chết. Không ngờ tôi nghe các bạn nói là cô trong tôi vô bi thấy cha Tường trị bệnh ung thư này là bớt khỏi bệnh. Rồi các thầy còn giỏi hơn cha Tường nữa. Rồi con mới vô đây rồi chạy đây vô đây. Tiền xe mắc quá, đi 7 triệu luôn, con cũng ráng đi để gặp mấy thầy. Thầy bữa nay thầy chữa lành tụi con rất là vui, con cũng là cảm ơn. Phát đồ là tụi con vô đây từ ngày 17, là con vô phát đồ là con uống gạo Tino,
ăn nấu cháo 4 lít nước, nấu cháo thì nuôi với uống thuốc thảo dược 7 giờ sáng, 11 giờ trưa, 15 giờ chiều, con uống hàng ngày. Đến hôm nay cảm thấy sao? So sánh từ lúc bữa vô đến bữa nay. Lúc bữa vô nó cũng còn đau, rồi tới một tháng, từ một tháng tới đây thấy khỏe mạnh rồi. Thấy rất là khỏe, cũng cảm ơn các thầy điều trị bệnh cho tụi con, bệnh nhân. À, họ tên chị là Nguyễn Thị Thúy Loan. Số bệnh nhân là 1118. Quê quán ở Cố Đô Huế. Bệnh gì cơ? Bệnh trực tràng. Rồi, xin hỏi luôn nha. Thì cô vô đây là cô biết cái từ, tại sao cô biết ở đây mà cô vô đây? Tại vì cô nghe thông tin trên mạng. Cô vô đây. Cái bệnh của cô á là có chữa trị ở bệnh viện nào chưa và bên chỗ Tây Y á? Có. Các bác sĩ họ chẩn đoán và cho kết quả như thế nào? Cho kết quả là trực tràng mà di căn, và phổi với gan. Rồi qua thời gian trị bệnh đến thời điểm này, ngày đầu vô, so sánh ngày đầu vô và thời điểm này thì... Là được một tháng rồi mà thấy tiến triển khỏe. À, tôi tên Trần Quốc Khánh, ở Sài Gòn. Đi xuống đây Trà Tường, Trà Vinh, chưa bệnh. Nghe người anh em nói là trà chữa rất là hay rồi. Hãy xuống được 10 ngày rồi. Bây giờ đang khám, thấy mấy ngày xuống đây thấy ổn định hơn ở trên đó. Anh cho biết cái bệnh của anh tay bên Tây Y, các bác sĩ chẩn đoán như thế nào và cách điều trị như thế nào? À, bên Tây Y thì tôi có đi khám thì lấy kết quả là bị ung thư xoan lê. Thì cái cách điều trị là mổ và cuống họng, moi hết cuống họng là tôi sẽ không nói được. Cho nên tôi xuống cha đây thì có một cái biện pháp chữa theo cái pháp đồ của cha thì không đau đớn như pháp y. Như Tây Y là cắt mổ này kia tôi không có chịu trên theo cái phương pháp của Tây Y mà tôi xuống cha để có một cái sự chữa nó lành mạnh và nó khỏe hơn. Sao anh biết nơi này mà anh tới đây? À, tôi có người em thì cũng bị ung thư bao tử. Rồi chữa cũng 3 tháng về thấy khỏe. Cho nên em tôi kêu xuống đây. Mà xuống cha thì chữa nó khỏe hoắn con người hơn, không phải đụng đến cái dao kéo đầu. Thì anh có thể cho biết là những ngày qua sau khi mà chấp hành các phác đồ, anh thấy trạng thái con người như thế nào? À, sau khi cha đưa pháp đồ ra thì tôi làm đúng pháp đồ của cha. Tôi thấy con người tôi nó khỏe hơn, không có phải lo nghĩ này thì ăn uống thì theo pháp đồ của cha thì tôi thấy là rất là tốt. Và tôi thấy con người nó có một cái đỡ đau hơn lúc mà tôi mới vô đây. Tôi thấy xuống đây thì tôi thấy chỗ phòng khám cha tường đang xây. Thì tôi thấy là rất là vui mừng vì các bệnh nhân xuống đây đều được cha coi như đón tiếp và cha chuẩn bị những cái phòng nó hoàn thiện hơn ở đây. Cho nên là tôi cũng mong rằng là những cái mặt tiền quân nếu có điều kiện, có lòng hảo tâm thì hãy giúp những cái chỗ như vậy, chữa bệnh không đồng như vậy, cha cho không như vậy rất là tốt. Và những người bệnh người ta rất là biết ơn và cha đã để lại những cái ấn tượng cho những người thầy và người chữa bệnh rất là cảm phục cái tinh thần trong những cái người bệnh ở đây. Người ta rất là thoải mái, người ta rất là biết ơn và người ta cảm thấy rằng sau này sẽ có nhiều người đến với cha và tiếp xúc những là giới thiệu những cái người mà khó khăn, không có điều kiện đi để chữa bệnh mà xuống đây cha chữa bệnh không đồng cho không thì rất là tốt. Cuối cùng tôi xin là những người bạn của tôi mà nhìn được cái clip này có cái lòng hảo tâm và những người có mặt thần quân thì hãy giúp đỡ cái phòng cha tường để cho nó hoàn thiện hơn, tốt hơn cho để giúp đỡ những người bệnh khó khăn. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, thay mặt các thầy truyền thông Thành Võ xin tri ân
các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành cùng chính quyền địa phương trong thời gian đã qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy vượt qua khó khăn. Các thầy xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp phục dựng lại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ rất biết ơn. Để công trình phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy thêm khang trang và bền lâu, truyền thông Thành Võ kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho phòng khám để chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã dạy, cũng như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa đối với bệnh nhân ung thư. Năm cũ cũng đã dần bước qua, năm mới cũng sắp bắt đầu. Truyền thông Thành Võ thay mặt các thầy kính chúc nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương đón năm mới Giáp Thìn năm 2024 trong không khí vui tươi, đầm ấm, ngập tràn niềm vui, cuộc sống mới thành đạt hơn. Chúc người bệnh và người nuôi hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của cha Pedro Nguyễn Văn Tường thật sự hết bệnh để về với gia đình, người thân. Đến đây, truyền thông Thành Võ xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trân trọng kính chào. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải. Sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó, chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa, chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp. Nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn, nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.